Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái món đồ chơi Domino, hay còn gọi là Domino chick này. Cái nguyên liệu chính của cái món đồ chơi này chính là những cái tấm nhỏ có kích thước như này, bằng gỗ. Ở đây với một cái hộp đồ chơi như này, chúng ta nhìn thấy gồm có tổng cộng là 120 quân Domino, trong đó có 10 màu sắc khác nhau. Như ở trong cái này có màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu xanh, da cam, hay màu xanh, màu hồng, xanh lá cây và màu nâu, đúng không? Về màu sắc của nó thì tương đối là tươi tắn và rất là đẹp. Chúng ta nhìn thấy màu sắc nó rất là đẹp. Cách chơi của cái món đồ chơi này thì tương đối đơn giản. Cái phần chính của cái trò chơi này chính là xếp cho các quân có thể đổ chỉ với một động tác đầu tiên duy nhất là gạt tay. Nó sẽ đổ theo một cái dây chuyền như này. Trò chơi này rất phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ em. Nó rèn luyện cái tính kiên trì này, cộng với cả sự sáng tạo. Chúng ta có thể xem ở trên các kênh YouTube cũng như là trên cái bài viết ở cái link phía dưới này. Tôi có để cái đường link, các bạn nhìn thấy rằng trên thế giới lập ra rất nhiều kỷ lục về cái trò chơi này, chúng ta có thể tham khảo. Về giá của cái món đồ chơi này thì rất là phù hợp. Hiện nay giá trên thị trường của nó là 145.000 cho một cái bộ như này. Hiện tại chúng tôi có bán những cái bộ như này với giá chỉ 120.000. Đặc biệt nữa, với những bạn mà mua số lượng lớn thì cái giá của nó còn tốt hơn rất là nhiều. Như sau, với những bạn mà mua cái món đồ chơi này cùng với cả những cuốn sách vải của chúng tôi thì cái giá của nó chỉ còn là 100.000 đồng. Với những bạn mà mua ba bộ như này, ba bộ như này, một bộ là gồm 120 quân, ba bộ chúng ta có 360 quân Domino với 10 màu sắc, đúng không ạ? Ba bộ giá chỉ còn 100.000, nếu ta mua 10 bộ trở lên giá chỉ còn 90.000, và 20 bộ trở lên 80.000. Với những bạn mà có nhu cầu mua cao nữa thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo cái số điện thoại chúng tôi hiện trên màn hình này. Rồi cuối cùng thì hãy nhanh tay đặt hàng món đồ chơi như này. Xin chào và hẹn gặp lại.